Rồi, ở đây thầy có là hệ thống nhận dạng, nó bao gồm các thành phần là detection, tracking và recognition. Nó có 3 cái. Rồi mỗi thành phần này là một model để xử lý. Và model này có các thuộc tính là tên thư viện, tên của model, cấu hình. Và mỗi model sẽ có thể xử lý thông tin đầu vào để cho ra kết quả mong muốn. Thì kết quả quá trình xử lý nó gồm các bước. Có 4 bước như thế này. Thì bữa trước thầy giải thích rồi, các bước này chỉ là sơ đồ thuật toán thôi. Rồi tùy theo mỗi model sẽ có các bước xử lý khác nhau, tham số khác nhau. Thì các bước này nó sẽ xử lý khác nhau, cái là phần detection, tracking hay recognition xử lý khác nhau hết. Tuy nhiên thứ tự của nó là giống nhau, bắt buộc là 1, 2, 3, 4 thì đúng thứ tự. Mỗi nó chỉ khác nhau là cái ruột của cái hàm nó thăng hàm thôi. Rồi mỗi thành phần model xử lý khác nhau. Rồi trong hệ thống nhận dạng này thì thư viện, nó có một cái thư viện gọi là Deep Learning được sử dụng để thực thi. Thì thư viện này có các thuộc tính ví dụ như là version, lib, không ghi gì thì mặc nhiên nó là string. Thì thư viện này có phương thức thực thi model với tham số đầu vào là file model. Rồi ở đây nó chỉ có là detection và recognition là kế thừa từ các thuộc tính của Deep Learning. Thì mình vẽ sơ đồ này ra trước. Thì mình có những gì? Thứ nhất là detection này. Recognition. Và tracking, ba cái đúng không? Rồi, cả ba cái này thì đều kết thừa từ một class, nó có tên là model. Rồi đây này. Thì chúng ta có ba cái này đều kết thừa từ model. Rồi. Ở dưới này nó có một cái gọi là Deep Learning. Thì Deep Learning này á, thì nó là lớp cha của hai lớp là Detection và Recognition thôi. Nó không có liên quan gì thành Tracking cả. Cái đó nó có thêm một cái là Deep Learning chỗ này nữa. Detection và Recognition. Thì mình thấy ở đây mình thấy có vấn đề là gì? Là cái Detection này và Recognition nó có bao nhiêu lớp cha? Có hai lớp cha. Thì các bài tập trước giờ mình làm nó chỉ có một lớp thôi. Thì có bây giờ tới trường hợp nó tới hai lớp kết thừa. Thì lúc mà đầu tiên vừa lập trình thống đối tượng là ngôn ngữ C cộng cộng nó cho ra đời á, thì nó cho phép là một lớp con có nhiều lớp cha. Cái là một lớp con được nhiều lớp cha. Và một cha có nhiều con là bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà một con có nhiều cha thì nó có vấn đề. Là ví dụ như theo như mô phỏng lập trình hướng tượng đối tượng thì nó theo con người mình thì một người chỉ có một cha thôi, không thể nào có hai cha được. Tuy nhiên trường hợp bây giờ nó vẫn cho phép là một người, cho chúng mình có một người này, mình có là một lớp cha thôi, một parent. Tuy nhiên trong quá trình người đó lớn lên đó thì nó sẽ bị ảnh hưởng với những người khác. Ví dụ có thể là mình có thần tượng của nhạc, nhóm nhạc này, thần tượng ông nào đó thì mình sẽ bị ảnh hưởng, mình sẽ lấy những thuộc tính người đó vào. Thì có cái ngôn ngữ về sau với C# á là nó bỏ đi trường hợp đa kế thừa, nó chỉ cho đơn kế thừa thôi. Tuy nhiên nó cho phép là người đó được kêu thần tượng á, là lấy những đặc tính của những người khác đợi vào, thì nó sẽ có khái niệm là interface. Interface là giao diện á. Thì mình thấy bản chất là nó là con của một class, tuy nhiên trong quá trình vận hành của nó thì nó lại lấy thêm những kết lấy thêm những thuộc tính khác nữa. Ví dụ như cái này, detection và recognition là nó con của model. Tuy nhiên trong quá trình nó thực thi á, thì nó lại bị ảnh hưởng của deep learning này nữa. Thì cái này nó sẽ là một cái interface. Và cái model là class. Thì trong C# nó sẽ có một cái interface chung mà tất cả các class đều dùng. Đó là cái object. Object này là một cái interface. Do đó, kiểu dữ liệu object mình sẽ dùng cho tất cả các class đều được cả. Bởi vì tất cả các class đều có thừa object này. Và bây giờ thầy sẽ viết lại code cho phần này. Thì mình có thể vừa code theo để mình
rõ về nhà mình có mấy công làm bài tập đến nhiều bài tập. Thì cái này thì viết từ đầu tiên nó sẽ là một cái là thì tạo ra một lớp trước. Thứ nhất là lớp cha, là lớp mô đồ này trước. Add một new item. Thì ở đây chọn là object là class. Nó có interface nhưng mà ở đây mình model của mình là class trước. Model mình là class. Thì thầy chọn là class. Ở đây là nó là model. S. Rồi model này thì mình nhớ mình hay bị cái gọi là asset thị trường, mà cái này sẽ là public. Rồi các bài trước thì ở lớp cha thì hướng dẫn chúng ta là cách mình làm lớp cha, đó là lớp abstract class đúng không? Mấy bài trước là mình làm abstract class, tuy nhiên mình không cần dùng abstract vẫn được. Thì cái abstract class nó giúp cho mình là tạo được icon structure trong lớp này, tuy nhiên các phương thức của nó thì nó rộng, nó không có phương thức cả. Thì ở đây nếu mình đặt class model bình thường thì mình có thể viết phương thức cho class model này thì nó vẫn kế thừa được. Thì class model này nó sẽ có các thông tin, đây là model là có tên thư viện, file model và cấu hình. Thầy chọn ba cái này là được string hết, public. Nhớ tất cả các thuộc tính thì mình phải set là nó có được ghi, được đọc hay không, hay là set và get hay không. Thì ta sẽ chọn là mặc nhiên nó sẽ được được ghi và được đọc cả. Thư viện, model và cấu hình. Tên thư viện. Rồi. Public string file model. String tên thư viện, file model và cấu hình. Rồi cái này là về mặt nguyên tắc thì nó là thuộc tính, tuy nhiên mình đưa thêm phần prefix vào, set và get vào thì nó là phương thức. Do đó đầu tiên mình viết khoa và sau là viết viết thường và viết khoa. Rồi ở đây lớp cha thì mình có thể đưa hàm khởi tạo cũng được, còn không có cũng không sao, thì ta tạo một hàm khởi tạo không tham số thôi. Public model. Rồi đó là một. Thứ hai thì sẽ tạo ra một class thứ hai là detection. Add new item class detection. Rồi detection này thì nó kế thừa từ model, nên chúng ta đã public trước nên nó truy xuất được, thì nó kế thừa từ model. Thì lúc mà kế thừa vào thì nó sẽ có tất cả các thuộc tính của model là các này, đặt là public, public thì con nó dùng được, có cái thuộc tính này size này, yes. Rồi có luôn hàm khởi tạo không tham số này. Thì ở đây mình có thể viết thêm hàm khởi tạo riêng cho detection, ví dụ như hàm này là public detection, hàm này có nhận vào một tham số hay không tham số thì cũng được, thì là không tham số, cái hàm khởi tạo không tham số. Đó là phần detection. Tiếp theo là recognition, thì tương tự như thế làm một cái detection thôi, và tracking, tracking riêng hơn thì sẽ làm thêm một cái tracking nữa. New new item class tracking. Tracking này cũng kế thừa từ model. Nhớ mình hay quên là quên chỗ public này trước mình đặt vào. Rồi thế đây thì cũng biết một hàm khởi tạo mặc định
không tham số. Thì tùy theo yêu cầu, này chưa có yêu cầu gì thì mình chưa làm, nhưng trong thực tế nó sẽ có yêu cầu thì mình viết vào, tùy theo yêu cầu mình viết vào. Giờ chưa có thì nguyên vậy. Rồi, bây giờ mình có là cái Deep Learning này là một thư viện và nó sẽ làm lớp interface. Tại vì hai cái này có cha rồi thì bắt buộc nó không có cái cha khác nữa, một người với một cha ruột thôi, thì nó phải thêm các interface ngoài hay là các người gọi là bị ảnh hưởng, thế là phải tạo ra một interface Deep Learning new item interface Deep Learning. Thì chúng ta thấy interface nó sẽ có từ khóa khác với từ khóa class, là nó bắt đầu bằng interface thì nó vẫn có truy xuất là public đó. Ví dụ class tracking thì nó bắt đầu là public class, còn interface nó sẽ là public interface. Rồi các thuộc tính trên interface thì nó giống như class, nó vẫn có các thuộc tính. Để ra thì có thuộc tính gì thì mình có các thuộc tính, ví dụ như là version và list, thì cái này là string hết thì ta dùng là public string version. Rồi public string list, cái này làm gì thì hiện tại mình chưa quan tâm, mình chỉ biết nó có được rồi. Rồi vấn đề là cái interface này nó khác gì so với cái class, thì cái interface nó sẽ không có hàm khởi tạo, nếu mình làm như thế này sẽ bị lỗi này. Public deep learning nó xem cho mình thấy nó báo lỗi ngay tại này, tại chỗ này luôn. Cái là interface nó sẽ khác với class, duy nhất là interface nó không có hàm khởi tạo thôi, nó không bao giờ có hàm khởi tạo. Thì cũng giống như quan hệ cha con vậy, đứa con là sản phẩm của người cha đúng không, là người cha khởi tạo đứa con đó. Tuy nhiên những người ảnh hưởng nó sẽ không bao giờ khởi tạo được đứa con đó, nó chỉ bị đưa cái thuộc tính vào thôi. Do đó trong interface nó sẽ không có hàm khởi tạo, nó chỉ có các thuộc tính thôi. Và nó có phương thức, giả sử như interface này có phương thức này, phương thức thực thi model với tham số đầu vào là file model, thì nó sẽ có một phương thức là phương thức thực thi public. Giả sử như thực thi driver là object thực thi model, tham số đầu vào nó là một string model file, đi string model file là file model. Rồi cái interface nó giống với cái abstract class ở chỗ là nó các phương thức của nó sẽ không có cái thân, cái là nó có phần mô tả này rồi xong nó chấm phẩy nó dứt, nó không có thân. Nó giống như cái phương thức abstract của cái lớp class abstract của mình đã học đúng không. Đó thì mình sẽ phân biệt được là class bình thường, abstract class và interface nó khác nhau như thế nào. Rồi sau mình sẽ có bài kiểm tra làm rồi đó biết. Thì có nghĩa là nó chỉ định nghĩa ra phương thức, còn người kia cài đặt như thế nào đó là việc của thằng lớp con. Nó giống như một người bị ảnh hưởng với ca sĩ khác á, là mình thấy người ca sĩ đó diễn rồi, tuy nhiên mình diễn lại như thế nào là do cái lớp đó nó quyết định. Rồi thì bây giờ Deep Learning này nó được sử dụng ở cho hai cái là Detection và Recognition. Thì thầy vào trong này thêm một lớp cha cho nó thì nó có thêm một lớp Deep Learning nha. Yeah. Detection. Rồi thì nó giống như abstract class á, những cái phương thức nào mà trên Deep Learning nó định nghĩa ra thì bắt thì những thằng như là kế thừa lại bắt buộc phải viết lại, định nghĩa lại đó. Thì giống như cái này nó kế thừa từ Deep Learning á, thì nó phải dùng lại, nó viết lại các phương thức như là public string public string version trước. Giờ sẽ phải bỏ hai cái này để cho nó bớt lỗi trước, chúng ta làm cho nó nhanh trước. Public string version
Còn không thì mình vào này nè, thầy tại vì C# nó hỗ trợ mình là refactor, là tự động nó sinh code cho mình. Là hỗ trợ đến anh tự sinh code cho nó nhanh. Rồi detection thì nó vào dấu này. Rồi mình implement interface. Đó thì nó sẽ có lại các phương thức ở đây thì mình định nghĩa lại. Set or guest. Cái trong detection này bắt buộc nó phải định nghĩa lại các phương thức mà trong last interface nó quy định. Cái là interface có bao nhiêu phương thức thì trong kia nó phải làm lại bao nhiêu phương thức. Rồi ở đây interface thường nó sẽ bắt đầu bằng chữ y, thì đó mình sẽ đổi lại đúng tên tác của nó là interface i depending, rồi mình đổi tên lại interface là i là viết tắt in, đặt tên này cho đúng quy tắc thôi. Hai rồi thì trong interface có cái gì thì mình phải viết lại hết tất cả. Ví dụ này là thực thi model, string model, thì đây thì viết lại là trên này là return thực thi model. Yeah. Rồi tương tự cho class reconnection, nó kế thừa từ cái ai interface deep learning thì bắt buộc là viết lại các phương thức này. Ở đây version và lib nó là thuộc tính, tuy nhiên mình get nó là set và get thì nó là tương ứng là phương thức đặt lại. Rồi rồi tiếp theo là bây giờ mình sẽ coi tiếp yêu cầu, thì nó có các bước xử lý. Thì các bước này model đều có các bước xử lý 1, 2, 3, 4 bước này đều giống nhau cả. Thì mình viết 4 bước này vào trong last char của last model của cái tracking, the recognition và detecting là trong cái model. Model đều có 4 bước này, thì mình viết 4 cái này vào model. Chúng ta vào class model này, mình định nghĩa ra phương thức xử lý. Xử lý xong thường driver object gì đó, xử lý tham số đầu vào thì mình chưa biết gì thì mình cứ dùng cách chung là mạng các tham số. Tên đó thì mình thích đặt gì đặt, thường tham số hay parameter đều được. Rồi nó có một phương thức là xử lý. Rồi phương thức này nó có 4 bước: tiền xử lý, model xử lý, hậu xử lý và trả về kết quả. Thì mỗi bước này mình sẽ làm thành một phương thức nữa. Thì giải thích ở đây thì sẽ gọi đó là phương thức public object. Này là tiền xử lý. Nhằm vào danh sách các tham số. Rồi view return lại là tiền xử lý. Yeah. Rồi tiền xử lý, model xử lý, hậu xử lý và trả về kết quả. Thì sẽ copy này cho nhanh. Tiền xử lý là xử lý trước, rồi sau đó là hậu xử lý, là xử lý sau khi xong tiền xử lý và model xử lý. Rồi ba cái là tiền xử lý, hậu xử lý, model xử lý. Rồi trong hàm xử lý thì nó gọi lại cái này lại, gọi 1, 2, 3, 4. Thì đầu tiên sẽ gọi bước tiền xử lý trước, tiền xử lý. Rồi sau đó là model xử lý và cuối cùng là hồ xử lý. Yeah.
thì xử lý hậu, xử lý một, xử lý bước số 4 là trao kết quả từ bước số 3, do đó cho nên mình return cho bước này. Tiền xử lý thì mình đọc yêu cầu có model xử lý tham số từ cái bước số 1, rồi hậu xử lý tham số từ bước số 2, do đó mình còn phải đưa cái này thì giống như trước là thì mình đặt là object tổng quan view kết quả bước 1 thì bằng cái tiền xử lý, rồi sau đó là object này thì nó đưa là kết quả của bước 1 và nó trả về kết quả bước 2. Rồi hậu xử lý thì lại là kết quả bước 2. Nha. Cái là theo một thứ tự liên tục 3 bước và 1 2 3 luôn luôn chạy. Tiền hậu xử lý. Rồi đó là bình thường thì tất cả các class nào kế thừa từ cái model này đều có 3 bước này cả và có hàm hậu tiền xử lý này. Tuy nhiên trong yêu cầu nó còn thêm một cái nữa là tùy theo mỗi thành phần model sẽ có các bước xử lý khác nhau và các tham số khác nhau. Thì có nghĩa là detection, recognition nó sẽ xử lý khác, tiền xử lý của mỗi cái này khác nhau, model xử lý cũng khác nhau và hậu xử lý cũng khác nhau, cả ba cái đều khác cả. Thì đó mình sẽ viết lại. Cái là mình phải bắt buộc phải viết lại mấy phương thức này. Tuy nhiên nếu mình để như thế này trong model lớp cha, lớp detection đã kết thừa từ model, tuy nhiên nó không có cái nghĩa vụ viết lại những phương thức này, do đó mình phải đặt lại tất cả hàm này đều là hàm ảo hết. Hàm ảo thì đến lúc sau nó sẽ gọi cái hàm tiền xử lý, hậu xử lý này thành hàm ảo hết. Model xử lý. Yeah. Thì cái này là hàm ảo. Thì hàm ảo lúc qua bên class con, ví dụ detection đó, thì nó sẽ hiện thực lại cái hàm ảo này. Thì mình sẽ hiện thực lại là public object override lại. Override hàm tiền xử lý trước. Yeah. Thì ở đây hàm tiền xử lý override thì mình có nhiều cách làm riêng, ở đây thì return lại luôn lớp cha của nó làm gì, return lại thì thêm một hàm nữa là dù này là thì xuất ra. Các bước thực thi đó là các bước thực thi trong lớp detection. Thì detection gọi lại tiền xử lý, tương tự là làm cho model xử lý và hậu xử lý public override model xử lý nè, rồi public override cho cái hậu xử lý. Rồi mình có 3 phương thức tiền xử lý, hậu xử lý và model xử lý, là 3 cái đấy mình sẽ viết lại trong mỗi lớp con. Rồi vấn đề là khi những cái khác nó gọi tới model á thì nó không quan tâm mấy cái bước này làm gì, nó chỉ gọi đúng cái phương thức xử lý này thôi. Và bây giờ nhiệm vụ của mình là mình ngăn không cho nó gọi mấy cái tiền xử lý này. Giả sử trong program mình viết lại nhé, bỏ cái đoạn này đi, mình cho nó đơn giản. Rồi bây giờ thầy sẽ gọi một cái là model, ví dụ như là mới làm detection thôi thì detection bằng new detection. Chưa? Thầy tạo model detection. Rồi bây giờ nguyên tắc thì detection này sẽ gọi được phần gọi là xử lý. Để nó xử lý. Ví dụ xử lý thì nó xử lý vào là hình ảnh 1 thì nó tham số của nó. Nó có nhiều tham số mà, giả sử cho thầy xử lý hai tham số đều được cả. Hình ảnh 1 và hình ảnh 2. Thì chương trình mình model xử lý. Những vấn đề ở đây là mình muốn ngăn trường hợp thế này là không cho object truy xuất hàm tiền xử lý. Rồi thế mình nghĩ làm sao để mình không cho cái object này nó truy xuất hàm tiền xử lý. Ở đây nó truy xuất được này, detection chấm tiền xử lý.
ở đây nó truy xuất được. Và cái này sẽ sinh ra lỗi này. Lỗi này là lỗi về mặt logic, cái lỗi về luận lý chứ không lỗi về mặt ngôn ngữ. Cái là ngôn ngữ nó cho phép truy xuất, tuy nhiên mà lúc mà khi triển khai á thì người lập trình người ta cấm, cái là không được thay đổi cái hàm tiền xử lý này. Làm gì làm chỉ được làm trên cái hàm xử lý này thôi, không được thay đổi hàm này là hàm cấm. Thì lúc đó mình làm sao? Thì lúc đó mình xem tới cái thuộc tính truy xuất của nó. Thì ở đây mình xem trong cái hàm model này, phương thức tiền xử lý này mình đưa là gì? Public. Public thì tất cả các đối tượng đều gọi được. Thế đó mình chiên nó lại lại thành protected. Thì protected thì nó sẽ được gọi bởi lớp con được, cái detection nó kế thừa và nó gọi lại được, không sao. Nó sẽ gọi là chiên này là thành protected. Yeah. Nhưng mà trên cái program này nó gọi sẽ báo lỗi ngay, nó không cho gọi nữa. Ba cái này được bao vỡ rồi. Thì nhiệm vụ của mình, mục tiêu của cái phần property set và get này á, là để nó bao vỡ dữ liệu. Nghĩa là nó cho phép bất cứ cái đối tượng nào detection là chỉ được gọi hàm xử lý thôi, không được gọi mất cái hàm tiền xử lý hay là hậu xử lý, không được gọi. Tại vì nếu mình gọi sẽ bị lỗi. Để xử một người nào đó gọi hàm hậu xử lý. Tuy nhiên cái tham số kết quả bước 2 này người ta chưa gọi trong cái mô đồ xử lý dẫn tới bị lỗi. Bắt buộc nó phải qua đúng 3 bước. Qua bước 1 nước này. Rồi nó sẽ tới bước 2. Kia trong đồ án cuối kỳ của mình cũng vậy, mình sẽ cố gắng mình có một quá trình nào đó có nhiều bước theo thứ tự. Và lúc mình lập trình xong á là người dùng chỉ dùng đúng thứ tự các bước đó, không vượt đổi. Giống như vào công ty á, thì quy trình nghiệp vụ công ty là có những bước đó để đúng bước đó làm. Hay là mình đăng ký nhập học cũng vậy, mình sẽ có những bước. Ví dụ là mình nộp hồ sơ vào như thế nào rồi tới gặp ai trước, đi hết một vòng thì lúc đó xong quy trình. Chứ ai mà chen ngang chính giữa là không được. Nó giống như việc xếp hàng vậy, đúng thứ tự. Thì mình tạo ra những hàm có những thứ tự đó mình đặt ra trước rồi. Thì nhiệm vụ của những lớp con á, nó chỉ viết lại các từng bước này thôi. Và lúc mà object nó gọi thì nó chỉ được gọi một bước lớn thôi, nó không cho phép gọi cái bước con nó nữa, không gọi tiền xử lý này, cái detection này. Thì nó viết lại. Thì viết lại như thế nào thì tùy thuộc yêu cầu. Có thì mình viết, còn không thì mình cứ return lại đúng lớp cha nó. Này model xử lý trong phần deep learning thì nó gọi lại model xử lý có thành thực thi model này. Đây mình sẽ chuyển nó lại thành model xử lý là return của cái thực thi model. Đổi lại this thực thi model. Tham số đầu vào của nó là một model file string, thì mình có lấy object số 0 này. Thì lúc object số 0 nha. Thực thi model object số 0. Thế đây nó là string mà mình đẩy vào object thì nó bị lỗi, cho nên mình cast nó ra thành string thì nó sẽ hết. Cái là mình theo kiểu boxing và unboxing á, từ string và object thì không bị lỗi, nhưng mà từ object mà chuyển ngược vào string thì bị lỗi. Rồi, ở đây mình cũng không muốn cho bên ngoài gọi cái phương thức thực thi model này, mình chỉ muốn lớp con nó gọi thôi, thì mình sẽ dùng cái này là protected. Và chỉ con nó mới được dùng, bên ngoài không dùng được. Do đó đa số các phương thức á thì mình sẽ đặt là protected, mình sẽ không đặt public từ tất cả phương thức. Ví dụ trong model thì đổi lại này, ví dụ này là protected này được, cái này là cái thứ hai là hậu xử lý cũng được, protected và model xử lý. Chỉ duy nhất một cái là hàm xử lý này là public thôi, thì cái này là public để bên ngoài được dùng. Còn những cái nào chỉ trên thân hay các con của nó viết á, thì nó đổi lại là protected. Chưa? Cấu hình thì mình sẽ làm ra phần bên này là các bước tiền xử lý, mô đồ xử lý. Cái theo đúng 1, 2, 3, 4, theo đúng thuật toán. Chỉ đổi một số bước nhỏ trong đó thôi. Và mỗi bước nhỏ là các lớp con nó viết. Xử lý, rồi camera program, rồi thầy gọi hàm detect xử lý. Thì nó có hai tham số là hình ảnh 1, hình ảnh 2. Hai tham số detect xử lý này, rồi vào trong detection
mình phải hàng xử lý, phải sửa lại, protected lại. Thì đây mình thấy nó khác với cái abstract class là ở chỗ cái thân hàm. Trong abstract class thì cái hàm mà kế thừa lại thì nó sẽ không có cái thân, còn cái này nó có cái thân mà mình được biết đó. Thì nếu mà không làm gì thì nó sẽ gọi trực tiếp vào model xử lý này. Thì sẽ phải gọi phải viết thêm class số 3 cho đủ bộ của nó là add new item class. Mình có detection thì còn một cái của mình recognition. Recognition public kế thừa từ cái model. Rồi thì trong này mình cũng viết lại hàm, hàm viết lại trong recognition này thì viết đúng một cái hàm khởi tạo không tham số thôi. Yeah. Thì lúc này nó sẽ dùng mặc định xử lý của thằng cha của nó, xử lý này và thằng cha này đều có thân hết rồi cho nó xử lý được. Còn trong connection thì test model detection thì model thứ hai là recognition new recognition. Thì ra nó sẽ có phần xử lý recognition này, xử lý kiểu khác, ví dụ này xử lý là chuỗi số đi. Số 0 rồi đó. Đó. Thì cái detection, hàm xử lý detection này nó sẽ gọi tới phương thức được viết lại. À, cả hai cái này đều gọi hàm xử lý, đều gọi xử lý từ lớp model cả, đều gọi xử lý này. Tuy nhiên các bước tiền xử lý, model xử lý, hậu xử lý nó gọi khác nhau. Dù tiền xử lý này á, thì nó gọi tới trong lớp detection á, thì nó gọi cái này thì đây gọi lại. Tiền xử lý của detection. Yeah. Rồi thực thi model, thực thi model của interface và hậu xử lý thì hậu xử lý đổi lại vì tên cho nó khác nhau đó. Yeah, rồi mình test recognition thì không có gì, detection model return kết quả của hậu xử lý số 2 thì mình thấy xuất cái xử lý này sẽ ra nó ra cái gì. Xuất ở đây phần tham số thì lại chưa trên bài về mình nhớ tham số nó tùy thuộc vào cái mạng mình được gắn vào thôi. Mạng này là mạng một chiều mà thì thứ tự của tham số là theo thứ tự của mạng. Mình trước mình làm về thứ tự các index trong mạng thì tham số đầu tiên là index 0, tham số 1 index 1, index 2, index 3. Thì vừa trước phần animal mình có làm rồi thì cái thứ thôi. Sao nó cứ hay tắt thôi. Rồi, ta chạy lại thử. Lỗi gì? Detection không được kế thừa từ thực thi model vì nó không phải public. Trong cái
hai chữ lên string này. Đặt là public. Thì ra mình có thể bỏ đi. Cách kế thừa lại từ interface thì phải đó là public. Rồi các phương thức mình kế thừa từ interface thì mình đặt lại là public lại. Thì đây mình thấy nó cùng gọi là hàm xử lý, tuy nhiên cái phần detection thì nó gọi tới hàm xử lý của detection, còn recognition thì mình chưa làm gì thì nó gọi xử lý của model là hậu xử lý. Thì đây thì table là cách mình gọi một lớp có nhiều cha và hàm cùng tên. Rồi trong model thì mình đặt một cái template mẫu có một bước 1 2 3 4 như nhau cho cả các lớp con của nó, và mình chỉ đổi rồi các hàm thành phần thôi, thành viên thôi. Mỗi cái thực thì khác nhau. Rồi thì sau khi có phần này thì mình làm hoàn toàn có thể làm được hết bài tập của mình. Các phần này nó gọi lại bước trước của camera. Rồi mình làm tới phần này. Thì mình về nhà tuần sau nhiệm vụ của mình là mình làm lại phần đó và bài tập phần này. Hãy